Chào anh em nha, anh em ơi, em tặng cho anh em mình 15 triệu, Thịnh Bến Tre hôm nay tặng 15 triệu nè, anh em nào muốn lấy không? Innova 2013, số tự động đang bán 345, nay cắt lỗ, giảm 15 triệu cái lời cho anh em mình luôn, chỉ còn 330 triệu, máy số gầm sơn xi đẹp, số tự động anh chị nha, 4 mâm 4 vỏ mới vàng, ghế da zin, có cái lỗi nhẹ là ghế da nó bị nhăn, nhưng mà ghế này là ghế zin nó hơi nhăn, nhưng anh em nào không thích, em sẽ tặng cho anh em mình nguyên vàng ghế da mới 5 triệu bạc, tặng luôn. Đó, nói là làm nha, cắt lỗ thêm 15 triệu cho anh em mình nữa. Số tự động anh chị nha, chạy cực kỳ sướng. Innova G số tự động, ABS túi khí, hai dàn lạnh nè, lốp cửa auto lock nè, phom dáng đẹp, keo chỉ sơn rin còn rất là nhiều. 4 mâm 4 vỏ mới anh chị nha, cua về lòng về máy về rin hết luôn nè anh chị. Đó, số tự động mà để cho anh em bằng giá số sàn luôn rồi, có 330 triệu à. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì liên hệ cho em nha. Tặng 15 triệu anh em nào cũng comment cho đăng ký kênh chia sẻ lên anh em ơi. Chia sẻ anh em ơi, quá trời xe luôn nè. Fortuner chuẩn bị giao nè, i10 chuẩn bị giao nè. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bán được 8 chiếc xe anh chị, rất là vui luôn anh em không? Xe đậu bích nhà luôn rồi. Anh em qua lựa lái thử, chạy thử với em Thịnh đi. Cảm ơn anh em mình nhiều nha anh em ơi. Chúc anh em mình buổi chiều vui vẻ nha.